Đoàn Văn Hậu và bạn gái khoe xe sang mới mua 5 tỷ đồng. Nam cầu thủ quê Thái Bình cùng bạn gái Doãn Hải Mỹ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu tài sản khủng. Tối ngày 28 tháng 5, Doãn Hải Mỹ bất ngờ đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên Đoàn Văn Hậu trong ngày nhận xe mới. Cô viết, chúc mừng anh bạn thân. Rất tự hào về bạn. Theo đó, mẫu ô tô của Văn Hậu thuộc dòng Porsche Macan 2023, trị giá gần 5 tỷ đồng. Hiện tại, đây được xem là một trong những tài sản có giá trị nhất của nam cầu thủ 24 tuổi. Với những thành tích đạt được, Văn Hậu đã sớm trở thành trụ cột chính trong gia đình. Anh giúp bố mẹ xây nhà mới. Bên cạnh đó, anh cũng từng mua căn hộ cao cấp hồi năm 2021. Thời gian gần đây, anh cùng bạn gái thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc nghỉ dưỡng ở các resort hạng sang. Sau khi Hải My bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công, nhiều người đồn đoán việc cả hai sắp về chung một nhà. Tuy nhiên, trả lời chúng mình, người đẹp Hà Thành cho biết cô chưa có ý định kết hôn. Cặp đôi muốn phát triển sự nghiệp vì còn khá trẻ. Hải My cũng mong muốn được học lên cao hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.